Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ, là nhà sáng lập của Phú Quốc Home. Phú Quốc Home.vn là một trong những website giúp cho các bạn có thể tra cứu được quy hoạch tại Phú Quốc, cũng như là giúp cho các bạn có thể là tra cứu được các cái văn bản liên quan đến bất động sản tại Phú Quốc. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những cái rủi ro thường gặp khi chúng ta mua bất động sản tại Phú Quốc, đúng không ạ? Thực ra đây cũng không hẳn là ở Phú Quốc mà ở rất nhiều nơi khác thì nó cũng tồn tại được những cái rủi ro như thế này. Thì cái rủi ro thường gặp đầu tiên đó chính là gì ạ? Là chúng ta mua cái bất động sản đấy xong ấy thì chúng ta không bán lại được. Cái này thường gặp, tôi gặp rất nhiều, nó có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là việc là chúng ta mua bất động sản đó, nó ở cái mức độ là cái giá nó cao quá rồi thì việc chúng ta bán lại nó rất là khó, thậm chí chúng ta phải cắt lỗ để chúng ta bán nó, đúng không ạ? Cái vấn đề đấy đầu tiên là chúng ta mua xong chúng ta không bán lại được. Hai là gì ạ? Là chúng ta mua lúc thị trường nó đang sôi động, nó đang sốt, vì đấy nó đang có thông tin về đặc khu, chúng ta có thông tin liên quan đến việc là có những cái chỉ thị hay là có những cái quyết định khiến cho cái giá bất động sản nó tăng lên, nhưng sau một thời gian sau thì là những cái quyết định đó nó bị thu hồi lại chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái đấy là thị trường nó cũng là lên rồi nó lại sụt xuống. Ví dụ như điển hình nhất mà tôi thường gặp nhất là gì ạ? Là chúng ta mua mà nó đến đây này, chúng ta những cái địa phương mà đang xin kế hoạch làm sân bay chẳng hạn, đúng không ạ? Xin, đúng không ạ? Bất động sản tăng hù lên, cuối cùng là không có xin gì hết, nên là thôi lại đi thì đủ đi xuống. Đấy là việc là chúng ta bị chôn vùi, đúng không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Là mua xong không bán được, đó chính là cái rủi ro đầu tiên. Cái rủi ro thứ hai nữa là gì ạ? Là chúng ta mua dính phải quy hoạch. Cái này thường gặp lắm. Tôi nói các bạn nghe là hiện nay tôi thấy là rất nhiều các cái miếng đất, đúng không ạ? Các cái miếng đất mà hiện tại trên sổ nó đã trồng cây lâu năm thì nó, bởi vì bắt các anh chung là gì ạ, là phải là quy hoạch là đất ở thì nó mới có thể chuyển đổi lên thổ cư được, lên một số cái mảnh đất mà nó đang hiện hữu là đất trồng cây lâu năm thì nó không rõ ràng về quy hoạch. Mà các bạn phải biết là gì ạ, là khi Phú Quốc nó rất là sôi động thì rất nhiều người cứ ra Phú Quốc là cứ đổ xô đi mua, đúng không ạ? Muốn cái là tỷ lệ nó khan hiếm đến mức độ là gì ạ? Là chúng ta không mua nhanh, người khác người ta mua mất thì chúng ta buộc phải mua, và khi chúng ta mua thì rủi ro về quy hoạch đương nhiên nó xuất hiện rất là nhiều. Tôi nhớ ngày xưa là những cái khách hàng mà ngày xưa mua đất động sản ở Phú Quốc ấy, đa phần dính vào cây xanh, dính vào các cái công trình công cộng rất nhiều luôn. Đó, đó là cái thứ hai là vì dính về quy hoạch. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Là mua đất phải dính về tranh chấp. Cái tranh chấp này là tôi thấy cũng hay gặp lắm. Tức là gì ạ? Là đất trồng cây lâu năm ấy, thì tôi rất hay hỏi khách hàng của tôi một câu hỏi như này: anh ơi, thì đất của anh rào lại chưa, đúng không ạ? Vì nếu như không có rào đất lại ấy, thì rất dễ xảy ra tranh chấp, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là một số cái trường hợp tôi gặp là gì ạ? Là mua xong rồi, công chứng xong rồi thì bắt đầu lên coi đất xong rồi nhờ một bên đơn vị ABC xuống đo đặt lại, thì thấy chồng danh gọi là lung tung với lại hàng xóm xung quanh. Đấy, nên là xảy ra tranh chấp thôi, đúng không ạ? Nên chính vì thế nên là thì một trong những cái mà chúng ta cần phải nắm được đó gì ạ? Là cái rủi ro tiếp theo đó chính là việc này mà mua đất nó chính phải tranh chấp, mà cái tranh chấp nó mệt mỏi lắm. Tôi nói thật với các bạn, mua mấy đất chỉ muốn là gì, cất sổ đi trồng két đi khoảng là 2-3 năm sau thì lời được khoảng là gấp 2-3 thì bán. Thì người ta mong muốn là như thế hơn là người ta mua xong lại dính vào tranh chấp kiện tụng kéo dài đến mấy năm trời, rất là phiền não, đúng không ạ? Rồi cái rủi ro tiếp theo đó là gì ạ? Là cái pháp lý của bất động sản này nó có vấn đề. Ví dụ ở Phú Quốc vừa rồi là chúng ta gặp tình trạng là gì ạ? Là những cái thửa đất mà dính vào trong ranh đường 98 á, đúng không ạ? Dính vào trong ranh 98 là gì ạ? Là chúng ta công chứng được nhưng chúng ta không sang tên được. Đấy, cái rủi ro không ạ? Chúng ta công chứng rồi, đưa hết tiền rồi, đến lúc mà sang tên phòng quản lý không trả lời, không nhận, đấy là hồ sơ phải trả về. Nên một số trường hợp mà chúng ta gặp nó chính là gì ạ? Là nó liên quan đến cái vấn đề pháp lý nó có vấn đề, nó như thế. Đấy, cái này là một trong những cái là gì, nhưng chúng tôi làm thì mỗi một cái bất động sản là chúng tôi phải kiểm tra nó rất nhiều cái tiêu chí, xong rồi chúng tôi mới đưa ra để chào cho khách hàng. Cái tiếp theo nó gì ạ? Là cái phong thủy. Một trong chỗ những cái rủi ro liên quan đến nó chính là phong thủy. Phong thủy ví dụ như là gì ạ? Là đường đâm này, đúng không ạ? Tóp hậu này, hay là gần gọi là gần nghĩa trang này, hay là nói chung là một trong số những cái liên quan đến phong thủy. Thì chi tiết hơn thì có những cái video khác thì tôi sẽ nói, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tổng kết lại ngắn gọn nhất là gì ạ? Là 5 cái lý do rủi ro thường gặp khi chúng ta mua bất động sản. Thứ nhất là gì ạ? Đó chính là mua xong không bán được, cái rủi ro đầu tiên. Cái rủi ro thứ hai đó chính là gì? Mua đất dính phải quy hoạch. Cái thứ ba là mua đất dính phải đất tranh chấp. Mua thứ tư là cái pháp lý của nó có vấn đề, liên quan đến vấn đề là không thể sang tên được. Cái thứ năm nữa là gì ạ? Đó chính là việc liên quan đến vấn đề phong thủy. Và tôi là Khoa Vũ, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.